được đứng ở đây chia sẻ những cảm xúc của mình trong ngày 20 tháng 11. Lời đầu tiên em xin phép gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến thầy, cô và tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Từ xa xưa, truyền thống tôn sư trọng đạo đã được thế hệ con trai ta tôn trọng và lưu truyền đến ngày nay. Hôm nay, ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân cho thầy cô, ngày mà chúng ta có thể bộc bạch tâm tình, những lời động đáy lòng đến người cha, người mẹ thứ hai ấy, được đồng hành và làm việc với câu lạc bộ trong khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài, nhưng lại đem đến cho em những cảm xúc chân quý và những bài học đắt giá. Từ những ngày đầu vào lớp, choáng ngợp với sự kỷ cương, tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp của mọi người, những lo âu thầm kín giấu kín trong lòng, những bỡ ngỡ lạc động trong môi trường mới, chỉ dám đứng yên và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mọi người, là những nụ cười đến lúc suốt những trò đùa nghịch của anh chị cảm thấy háo hức mong chờ, là sợ sợ lo âu không sao đặng xiết, được gặp gỡ giao lưu và kết bạn có nhiều anh chị em. Khoác lên mình bộ bộ phục màu xanh, nhưng khoác lên cả bầu trời xanh vọng. Thầy ơi, tiếng gọi thân thương và đầy ý nghĩa, người thầy không còn sống đã dạy chúng em biết bao bài học bổ ích. Phòng và sách vở hay bất kỳ bài học giáo án nào, đơn thuần chỉ là những động tác võ thuật được lặp đi lặp lại qua bao năm tháng. Mặc bao nắng mưa, áo đã bạc màu, thầy vẫn quên mình với chúng em, sống với chúng em bằng chính cái tâm của thầy. Dù em chưa có nhiều cơ hội được tiếp xúc và học tập cùng thầy, nhưng từ những câu chuyện mà thầy kể hay những hàng thiết khôi mà thầy đứng lớp cũng giúp em hiểu hơn về thầy và thầm ủng hộ. Thầy ơi, người thầy thân thương của chúng em ơi, hãy luôn khỏe mạnh và đồng hành cùng chúng em trong con đường dài phía trước nhé. Họ sư mình nhau, người cô thân yêu của chúng em, trước đó em không có cơ hội được tiếp xúc và làm việc cùng cô. Trong tiềm thức em đã nghĩ cô sẽ rất nghiêm khắc và cũng như bao thầy cô khác, nhưng không, em đã làm cô như người bạn của chúng em. Cô yêu thương chúng em như những người con trong gia đình, cô mất mình với chúng em và luôn mang cho chúng em những năng lượng tích cực. Đi đâu để tìm được một người thứ hai như cô ấy, người con gái cháy hết mình với đam mê và chẳng quản ngại khó khăn mà dìu dắt chúng em. Em đã từng không dám mở lời và giấu giếm những thứ mắc trong lòng mình, điều đó là khó chịu và tồi tệ làm sao. Nhưng rồi cô đến và như ánh sáng kéo em đến một khoảng trời tâm tối. Cô an ủi và cho em thật nhiều lời khuyên, chỉ một câu nói cứ tự hào về con mà làm cho em thức tỉnh, nó như động lực cho em cố gắng mỗi ngày. Cô ơi, chúng em thương cô nhiều hơn những gì mà cô nghĩ. Cô có những ngày em bỏ lỡ thời gian đến lớp, hay những con bị ham chơi mà chưa hoàn thành tốt, làm cô bận lòng. Điều đó phải làm em thấy hổ thẹn làm sao. Như tuần vừa rồi, vì kỳ thi mẹ em đã vắng mặt nhiều ngày, khoảng thời gian ấy có lẽ khiến em bận lòng rất nhiều. Khi quay lại lớp, nghe những thầm thốt của đội biểu diễn đã khiến em trầm mặc và suy nghĩ nhiều. Em cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã không thể cân bằng thời gian giữa văn và võ. Lúc ấy, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em là cô. Với sự dịu dàng và ấm áp, cô khiến em thương cô nhiều hơn nữa. Cô ơi, những lời em nói với cô làm sao có thể thấu hết? Những tình cảm của em làm sao cô có thể hiểu hết? Là những lúc cô vui đùa buồn miệng nói ra, nhưng cô ơi, cô biết không, những gì em nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Em thương cô, em quý cô, em yêu cô nhiều lắm. Không chỉ có em mà tất cả các bạn nho sinh, võ sinh trong câu lạc bộ cũng vậy, đều dành cho cô rất rất nhiều tình thương yêu. Một năm, hai năm hay 10 năm nữa, không biết em có phải đồng hành cùng cô và câu lạc bộ trong bao lâu. Nhưng em muốn mọi người biết rằng trong trái tim em đã dành một vị trí rất quan trọng cho câu lạc bộ và mọi người giống như đại gia đình của em vậy. Mong sao có thể tiếp tục sáng pha cùng mọi người thật lâu nữa,
chồng mình là phía trước, mong mọi người chỉ giáo. Hôm nay, năm ngày 20 tháng 11, em muốn gửi lời kính chúc sức khỏe với thầy và cô. Chúc thầy và cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thành công trong sự nghiệp. Chúng em xin hứa sẽ học tập và rèn luyện thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, bác hồ, là công dân có ích cho xã hội, giúp đời, giúp người, trở thành niềm tự hào của thầy cô. Cuối lời, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã lắng nghe những chia sẻ của em. Chúc mọi người có một ngày thật ý nghĩa. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.